Cô thân ái chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 trên trang web olm.vn Các con thân mến, hôm nay chúng ta sẽ vào một chủ điểm mới, đó chính là chủ điểm quê hương. Ở trong chủ điểm này, các con sẽ tìm hiểu những bài tập đọc có nội dung thể hiện tình cảm với quê hương và bài đầu tiên mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay đó chính là bài giọng quê hương đầu tiên cô cùng với các con sẽ vào phần luyện đọc với bài này các con chú ý đọc giọng nhẹ nhàng và tình cảm bây giờ cô sẽ đọc mẫu một lượt các con cùng theo dõi giọng quê hương thuyên và đồng rời quê hương đã mấy năm một hôm hai anh rủ nhau đi chơi thật xa nhưng đến giữa trưa thì lạc mất đường về hai người phải ghé vào quán gần đấy để hỏi đường luồn tiện để ăn cho đỡ đói cùng trong quán ăn ấy có ba thanh niên họ chuyện trò luôn miệng bầu không khí trong quán vui vẻ lạ thường lúc đứng lên trả tiền thuyên mới biết mình quên chiếc ví ở nhà hỏi đồng đồng cũng không mang tiền theo hai người đang lúng túng chợt một trong ba thanh niên bước lại gần nói xin hai anh vui lòng cho tôi được trả tiền thuyên ngạc nhiên nhìn anh thanh niên trên gương mặt đồn hậu cặp mắt ánh lên vẻ thành thực dễ mến thuyên bối rối xin lỗi tôi quả thật chưa nhớ ra anh là người thanh niên không để thuyên kịp dứt lời dạ không bây giờ tôi mới được biết hai anh tôi muốn làm quen ngừng một lát như để nén nỗi xúc động anh thanh niên nói tiếp hai anh đã cho tôi nghe lại giọng nói của mẹ tôi xưa. Bất ngờ trước tình cảm của người bạn mới, Thuyền chỉ biết nói, cảm ơn anh. Anh thanh niên xua tay, tôi phải cảm ơn hai anh mới phải. Rồi người ấy nghẹn ngào, mẹ tôi là người miền Trung, bà qua đời đã hơn 8 năm rồi. Nói đến đây, người trẻ tuổi lặng lặng cúi đầu, đôi môi mím chặt để lộ vẻ đau thương. Còn Thuyên, đồng thị bùi ngùi nhớ quê hương, in lặng nhìn nhau, mắt sớm lệ. Một câu chuyện rất xúc động đúng không các con? Chúng ta sẽ vào phần chú thích để cùng tìm hiểu nghĩa của một số từ ngữ khó trong bài các con nhé. Cô có 3 từ ngữ khó cần các con chú ý, đó là từ đôn hậu. Đôn hậu là hiền từ, thật thà, thành thực thành thực có nghĩa là có tấm lòng chân thật và cuối cùng là bùi ngùi, bùi ngùi có nghĩa là có cảm giác buồn, thương, nhớ lẫn lộn. Các con hãy ghi nhớ nghĩa của ba từ ngữ này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ vào phần bố cục. Với bài này cô cũng chia bố cục thành 3 phần. Phần 1 tương ứng với đoạn 1 có nội dung là trong quán ăn, phần 2 tương ứng với đoạn 2 có nội dung cuộc gặp gỡ bất ngờ và cuối cùng là phần 3 tương ứng với đoạn 3 giọng quê hương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết. Đầu tiên, cô cùng với các con sẽ tìm hiểu phần 1 trong quán ăn. Nhiệm vụ đầu tiên của các con đó chính là đọc sách giáo khoa và trả lời câu hỏi Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán với những ai? Cô tin là với câu hỏi này không thể làm khó được các con đúng không nào? Chúng ta thấy rằng hoàn cảnh gặp gỡ đó là thuyên và đồng xa quê đã lâu năm một hôm hai người đi chơi xa nhưng đến giữa trưa thì lạc mất đường về chính vì thế mà họ đã phải ghé vào quán ăn ven đường để tiện ăn trưa và hỏi đường về nhà và họ đã gặp những ai trong quán họ đã gặp ba thanh niên ba thanh niên này thì chuyện trò vui vẻ và cuộc trò chuyện của họ đã khiến cho quán ăn vui vẻ lạ thường như vậy chúng ta khẳng định lại một lần nữa đó chính là Thuyên và Đồng xa quê đã lâu năm vì một hôm đi chơi xa quên mất đường về nên đã vào quán ăn và khi họ vào quán ăn đã gặp ba thanh niên. Vậy khi gặp ba thanh niên ấy chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang phần 2, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Tiếp tục, các con hãy trả lời câu hỏi, chuyện gì xảy ra làm Thuyên và Đồng ngạc nhiên? À, chúng ta có. Khi Thuyên đứng lên trả tiền, thì Thuyên mới biết rằng mình đã quên mất ví ở nhà. Hỏi đồng, đồng cũng không hề mang theo tiền. Hai người đang vô cùng lúng túng chưa biết làm thế nào. Thì chuyện bất ngờ đã xảy ra, đó chính là bỗng có một anh thanh niên trong ba người thanh niên mà chúng ta đã giới thiệu ở phần đầu khi họ gặp trong quán đã đứng dậy và xin trả tiền giúp lúc này thì thuyên vô cùng bối rối thuyên nói rằng xin lỗi tôi quả thật chưa nhớ ra anh là người thanh niên đã không để thuyên kịp dứt lời và anh thanh niên đã nói rằng dạ không bây giờ tôi mới được biết anh tôi muốn làm quen và người thanh niên ấy có gương mặt đồn hậu cặp mắt ánh lên vẻ thành thực và dễ mến như vậy các con thấy rằng trong quán có một cuộc gặp gỡ vô cùng bất ngờ tình huống xảy ra đó là thuyên và đồng đều quên mang ví và chúng ta biết rằng khi đi ăn ở xa mà quên mang ví thì không biết làm thế nào để trả tiền cho quán đúng không nào Thuyên và Đồng đều cảm thấy vô cùng lúng túng. Và đúng cái lúc lúng túng như vậy, đã có một trong ba người thanh niên đứng lên xin trả tiền giúp. Người thanh niên này chưa hề quen Đồng và Thuyên, nhưng họ sẵn sàng trả tiền giúp và nói rằng muốn làm quen. Vậy vì sao người thanh niên lại có cách cư xử và hành động như vậy? Chúng ta sẽ cùng khám phá điều này trong phần 3 các con nhé. Phần 3. Giọng Quê hương các con thấy rằng sau khi người thanh niên nói rằng tôi muốn làm quen thì người thanh niên đã ngừng một lát dường như để nén nỗi xúc động sau đó thì người thanh niên nói tiếp hai anh đã cho tôi nghe lại giọng nói của mẹ tôi xưa lúc đó thì thuyên đã cảm ơn anh thanh niên thuyên nói rằng cảm ơn anh nhưng người thanh niên liền xua tay tôi phải cảm ơn hai anh mới phải à vậy các con hãy cho cô biết vì sao anh thanh niên lại cảm ơn thuyên và đồng à đúng rồi các con đã trả lời rất chính xác chúng ta thấy rằng anh thanh niên cảm ơn thuyên và đồng bởi vì giọng của hai người gợi cho anh thanh niên nhớ về người mẹ thân thương quê ở miền trung của mình và người mẹ thân thương của anh thanh niên đã qua đời được hơn 8 năm. Chính vì thế khi nghe lại giọng của Thuyên và Đồng đã gợi lại cho anh thanh niên nhớ về mẹ, nhớ về người mẹ thân thương đã mất của mình. Chính vì thế mà anh thanh niên đã cảm ơn Thuyên và Đồng các con ạ. Rất xúc động đúng không các con? vậy tiếp tục các con hãy tìm cho cô những chi tiết nào nói lên tình cảm tha thiết của các nhân vật đối với quê hương cô gợi ý các con hãy đọc phần cuối ở trong sách giáo khoa nhé chúc mừng các con các con chưa bao giờ làm cô thất vọng các con trả lời rất chính xác các con nhìn vào ba dòng cuối trong sách giáo khoa sẽ thấy được những chi tiết thể hiện tình cảm của các nhân vật đối với quê hương đúng không nào chúng ta thấy rằng người trẻ tuổi lẳng lặng, lặng cúi đầu, đôi môi mím chặt lộ vẻ đau thương. còn Thuyên và Đồng thì bùi ngùi nhớ đến quê hương, yên lặng nhìn nhau, mắt dớm lệ. Những chi tiết như lẳng lặng, lặng cúi đầu, đôi môi mím chặt lộ vẻ đau thương và bùi ngùi nhớ đến quê hương, yên lặng nhìn nhau, mắt dớm lệ đã thể hiện rất sâu sắc tình cảm tha thiết của các nhân vật của anh thanh niên của đồng và thuyên đối với quê hương của mình đúng không các con à qua đây các con sẽ thấy được rằng các nhân vật trong câu chuyện đều có một tình cảm vô cùng tha thiết và sâu nặng đối với quê hương đúng không nào bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng các con hãy trả lời cho cô qua câu chuyện con nghĩ gì về giọng quê hương chúc mừng các con các con đã trả lời rất chính xác các con thấy rằng giọng quê hương rất thân thiết và gần gũi giọng quê hương gợi nhớ những kỷ niệm sâu sắc với người thân với quê hương và giọng quê hương còn là sợi dây gắn bó những người cùng quê hương các con thân mến chúng ta ai cũng có quê hương của riêng mình đúng không nào quê hương của các con có thể là ở miền trung có thể là ở miền nam cũng có thể là ở miền bắc các con ở mỗi nơi sẽ có một quê hương khác nhau nhưng chúng ta sẽ có chung một quê hương lớn đó chính là quê hương việt nam ở trong một đất nước mỗi người sinh ra ở một vùng miền sẽ có một giọng nói khác nhau và người ta gọi đó là giọng quê hương giọng nói của quê hương gợi nhớ đến những người thân gợi nhớ đến bản làng gợi nhớ đến những gì thân thương nhất chính vì thế mà khi người ta xa quê người ta chỉ cần nghe thấy giọng quê hương thôi cũng đủ gợi về tất cả những gì mà mình đã trải qua gợi về miền đất thân thương mà mình đã sinh ra và lớn lên chính vì thế mà Đôi khi chỉ cần nghe giọng quê hương thôi cũng đủ khiến con người ta bùi ngùi, xúc động và nhớ quê ra diết. Cô hy vọng chúng ta sẽ giữ giọng nói quê hương, có thể là giọng nói của từng vùng miền, nhưng cũng có thể là giọng nói của người Việt Nam, quê hương Việt Nam đúng không nào? Dù ở bất cứ nơi đâu, hãy luôn nhớ về quê hương của mình các con nhé! bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tổng kết bài đọc này đã thể hiện tình cảm tha thiết gắn bó thân thiết của các nhân vật trong câu chuyện với quê hương với những người thân qua giọng nói quê hương thân quen cô hy vọng là cũng qua bài đọc này sẽ giúp các con cảm thấy yêu giọng nói quê hương hơn như cô đã nói từ nãy có thể là giọng nói của từng vùng miền quê hương của các con cũng có thể là giọng nói của người việt nam của quê hương việt nam quê hương lớn của tất cả chúng ta các con nhé và bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn tất cả các con hẹn gặp lại các con trong những bài học lần sau